Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, rồi mình nghe pháp bỏ tay xuống, không cần phải chắp tay ha. Chúng ta đang có mặt tại chùa Việt Nam, thành phố Pachu. Hôm nay là ngày 3 tháng 3 năm 2024, âm lịch là 23 tháng Giêng rồi ha, gần hết tháng Giêng rồi, mới Tết đây. Hôm nay chúng ta học tiếp kinh Trung Bộ số 107, kinh Ganaka Moggallana. Chữ Ganaka có nghĩa là kế toán, toán số đó. Ông này là ông Bà La Môn. Chứ không phải là ngài Moggallana là ngài một kiền liên của mình đâu nha. Moggallana cũng là một kiền liên, nhưng mà ông một kiền liên này là ông một kiền liên Bà La Môn, ông làm nghề toán số, số học á, kế toán đó. Thì duyên khởi cho Đức Phật thuyết bài kinh này là Bà La Môn này đến để mà đảnh lễ Đức Phật. Và ngay tại cái chỗ này là quý vị ráng nhớ nè, Đức Phật thông thường thuyết pháp nhiều nhất là ở đâu? Đức Phật có tới 24 mùa an cư. Đức Phật an cư tại tịnh xá Kỳ Viên, đó là cái tịnh xá do ai xây? Đúng rồi. Thì chứ giờ đừng nói ngày xưa Đức Phật có xây chùa không nha. Cái đó là dốt quá không biết được nói. Đức Phật có rất nhiều tinh xá và rất nhiều chùa. Một cái tinh xá đầu tiên là tinh xá gì? Tinh xá giỏi, tinh xá Trúc Lâm do ai cúng? Vua giỏi, vua Tần Bà Sa La cúng. Thế mình có học có hơn không? Đó, những ánh mắt sắc lắm lánh. Sáng nay sư cô có một số quý sư ở nước ngoài nhắn tin về, rất là khen các bạn thuyết trình. Hôm nay đâu phải là đội thuyết trình xuất sắc nhất đâu, nhưng mà có người nhắn tin khen đó. Con làm cái chương trình này hay quá. Thấy mấy bạn nhỏ mà giờ biết tự lên nói kinh là quý sư rất là tán thán. Thấy hay không? Đó, mình có học có hơn chứ. Đức Phật có cái tinh xá đầu tiên là do ai cúng? Vua Tần Bà Sa La. Cái là tinh xá Trúc Lâm. Mà Đức Phật ở đó không có nhiều bằng tinh xá Kỳ Viên. Tinh xá Kỳ Viên là ông Cấp Cô Độc với lại cái trí tuệ của ngài Xá Lợi Phất đã hỗ trợ xây nên thêm cái sự cúng dường vườn cây của Thái tử Kỳ Đà. Cho nên là tên của ngài Cấp Cô Độc thơm trong mỗi trang kinh. Đức Phật có tới 24 mùa an cư ở đây, cho nên đa phần các bài kinh Đức Phật thuyết ở đây. Nhưng ngoài ra quý vị còn phải biết đến một cái tinh xá siêu rộng lớn và siêu xa hoa lộng lẫy nữa, đó là tinh xá gì? Giỏi, có học bài đó, Đông Phương Lọc Mẫu của ai cúng? Giỏi Visakha. Hôm bữa cô có giảng nguyên một bài về thánh nữ Visakha, vỗ tay kìa. Trời ơi, con có fan rồi kìa Tân. Cô giảng nguyên một bài về thánh nữ Visakha. Bà là nữ thánh đệ tử có 5 phước báo đặc biệt hiếm có, ngàn kiếp mới có một người, đúng không? Tóc dài, sống tới 120 tuổi. Bà phước báu vô cùng về tài sản. Con Cấp Cô Độc cúng cho Đức Phật thời gian sau còn bị khánh kiệt tài sản, chứ Visakha chưa từng khánh kiệt tài sản trong đời. Mà nhiều người nghe bà chết bà nhán cũng biết Visakha làm sao, có chạy vô hỏi sao tu mà giàu dữ. Ừ đúng rồi, chán. Đây, cái tu viện của bà là do cái áo choàng của bà mà ra đó, có nhớ không? Có nhớ cái sự tích cái áo choàng của bà không? Bà có một cái áo choàng siêu giàu, đã con gái nhà tiểu thư đại tỷ phú rồi, lấy chồng còn là một đại tỷ phú khủng khiếp hơn nữa, cho nên cha ruột và cha chồng cưng còn hơn gì nữa. Cái áo của bà ngày cưới của bà được dệt bằng biết bao nhiêu châu ngọc, mà cả vương quốc bao nhiêu tiệm vàng không có thể nào mà hùng tiền lại. Hôm đó bà đi lễ hội, bà cũng điệu mà, con gái người ta nhà giàu mà, ta đẹp nữa, bà sắm cái áo thiệt đẹp đó. Nhưng mà đi lễ hội sao tắt ngang qua lại thích vào chùa, cho nên ghé vào chùa xong rồi lúc về thì cảm thấy là lúc đến chùa thì thấy cái áo của mình nó quá là lộng lẫy, nó quá là chói sáng, không thích hợp, cho nên bà cởi cái áo ra bà để đó. Nhưng bà nghe pháp xong bà quên, bà không có cầm cái áo gì. Ngài A Nan biết cái áo này của ai không? Biết. Cho nên ngài A Nan đem đi cất cái áo đó, và biết là khi mà thị nữ đến á, đòi á, thì đưa trả lại. Tại biết cái áo mà giàu như vậy chỉ có biết cái người đó, chủ nhân đó là ai thôi. Nhưng mà bà về tới nhà bà phát hiện ra là bà quên cái áo rồi. Bà sai thị nữ quay lại tinh xá kiếm. Bà nói là nếu như mà chưa có ai chạm đến á thì con cầm về, còn nếu như mà có đã quý thầy nào chạm tay đến á. Ngày xưa cái nghi thức là quý vị biết không, cúng cái gì cho tươi tăng là chạm tay, còn không là rót vàng á, vô rót vô cái ly nước, cái ly chén vàng đó là cúng nó. Tức là chưa tăng mà chạm tay vào rồi có nghĩa là đã thọ nhận rồi đó, thì không nói tiếng nào đi về. Nghĩa là khi thị nữ đến thì biết là ngài A Nan đã xếp cái áo đó cất vô trong rồi, cái áo quý quá thì biết chủ nhân của ai đi xếp cất rồi. Bà tự quy định là cái đó là đã đồ cúng dường rồi. Mà chùa giữ chi cái đám châu ngọc lấp lánh, lấp lánh đó, kim cương phỉ thúy tá lã. Quý thầy không có cái giới là không có giữ đồ châu ngọc lấp lánh, cho nên bà quyết định là bà rao bán cái áo đó. Nhưng mà nó quá là nhiều tiền, không có ai mua nổi hết á. Bà giàu nhất nước rồi, mà chồng bà cũng giàu nhất nước, nhà ai mua nổi cái áo của bà? Không có ai mua nổi hết. Bà tự bán, bà tự mua lại đó. Bà tự mua lại và bà đem tiền mua lại cái áo đó, xây cái Đông Phương Lọc Mẫu này. Giờ hiểu chưa? Đó, mà cứ nghe kinh mà sớm sát là chạy vô chửi hoài luôn á.
Chứ mình không có nổi cái phước báu do mấy cái người giàu tới mức độ đó. Giờ quý vị thấy không cần tưởng tượng giống cái đại tỷ phú vậy. Giờ mình thấy mấy người giàu họ mua một cái túi xách không? Bằng mình làm cả đời, nhiều khi họ xách cái túi là xách nguyên cái căn hộ chung cư cao cấp trên tay đúng không? Mình đâu tưởng tượng vậy, tại vì mình nghèo quá. Mình nghĩ dụ mà có cái tiền đó chứ mình làm từ thiện ha. Không ấy mình xây cái trại trẻ mồ côi ha. Không ấy mình làm cái gì gì đó chứ mình đâu có nghĩ là mình mua nguyên cái túi vậy. Nhưng bây giờ họ giàu quá giờ sao vậy họ? Họ giàu đất ở không hết rồi. À, lúc rồi cô qua Mỹ cũng vậy, có những vị mà cũng không có quá giàu đâu quý vị. Họ mới tưởng tượng nổi họ giàu luôn á. Có hai vợ chồng mà ở cái nhà như một cái biệt thự, cái chục phòng ngủ như một cái lâu đài. Trời ơi, mời mình về nhà ở mà mình ngại hết sức. Để cái giới của mình không có nằm giường cao, mà chẳng lẽ mà trải chiếu ở dưới đất thì nó kỳ. Mà trời á thì đang lạnh nữa, đang mùa đông, cô đi Mỹ lúc mùa đông nữa. Bưng cái chăn lông nệm lông vũ của người ta xuống dưới thảm mà trải thì cũng dơ của người ta nữa. Mình phải bò lên cái giường mình nằm mà mình ngại hết sức. Nó có hai vợ chồng thôi, cái nhà như cái lâu đài. Đó là chỉ còn nói nữa, con không phải giàu nhất ở đây đâu cô. Ở đây có những người Việt giàu tới độ mà cái nhà của họ là cái tiền đóng thuế, cái tiền đóng thuế đất cái nhà đó là bằng thu nhập của con một năm. Mình tưởng tượng nổi không quý vị? Cái tiền đóng thuế nhà bằng thu nhập của người khác một năm. À, thì mình có tưởng tượng được những người giàu dữ dội nữa họ sẽ có cái tài sản cỡ nào không? Đây bà này cỡ này đây. À, cho nên bà bán cái áo đó xong đó, bà tự mua lại, bà lấy cái tiền mua cái áo đó đó, bà xây nguyên cái tòa lâu đài đó gọi là Đông Phương Lộc Mẫu để cúng dường cho Đức Phật. Và Đức Phật có 6 mùa an cư ở tại Đông Phương Lộc Mẫu này. Và đây là một trong những bài kinh Đức Phật thuyết tại Đông Phương Lộc Mẫu giảng đường của Visakha. Chúng ta nhớ kỹ ha, có hai người tên Visakha đều rất đặc biệt trong tăng đoàn của Đức Phật. Một vị Visakha là có cô vợ là Damadina thuyết pháp đệ nhất nhau, vương tử Visakha, sau này ông cũng đi tu và chứng tới tam quả. Còn người thứ hai đó là cư sĩ tại gia thôi nha, nhưng mà thánh đệ tử 7 tuổi bà đã chứng thánh rồi. 7 tuổi khi theo ông ngoại đi nghe pháp với Đức Phật lần đầu tiên là tại pháp hội bà chứng thánh rồi. Bà là tiền thân là một trong 7 cô công chúa thôi. Giỏi, Vua Kỳ Kỳ nhớ luôn. Sao mà giỏi dữ vậy trời. Sư cô cảm thấy rất là có niềm tin với lại cái thế hệ các em luôn á nha. Nói đâu nhớ đó, nhớ đứa Vua Kỳ Kỳ luôn. Trong thời 7 vị, nhớ luôn 7 công chúa đó là ai không? Trời, chắc tôi tặng nó món quà quá. Khe Ma, đúng rồi, Khe Ma là gì? Trí tuệ đệ nhất, giỏi quá. Ai nữa? Visakha, giỏi. Damadina là thuyết pháp đệ nhất, đúng rồi, ai nữa? Ubalavana, liên hoa sắc là gì? Thần thông đệ nhất, đúng không? Ai nữa? Bốn rồi. Gisatotami giỏi quá, ai nữa? Bhaktakara giỏi quá. Trời, cô nổi hết da gà rồi nè. Trời ơi, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có xứng đáng không quý vị? Có. Đó. Hỏi sao đi chùa không nghe pháp thoại? Nghe pháp biết chưa? 7 vị này là 7 vị công chúa của Vua Kỳ Kỳ và cùng phát nguyện sao? Gặp Phật chánh đẳng chánh giác và chứng quả báo chứng thánh rốt ráo, và kiếp cuối tất cả các ngài đều chứng thánh A La Hán hết. Và như nhau, thần thông đệ nhất, trí tuệ đệ nhất, thuyết pháp đệ nhất. Còn Visakha thì thôi khỏi cần đi tu luôn mà phước khủng khiếp không. Đó, đây bài kinh này thuyết ở Đông Phương Lộc Mẫu giảng đường. Rồi Tỳ Bà La Môn Ganaka Mokalana mới đến bạch Đức Thế Tôn như thế nào, nói lên những lời chào đón. Cô nói rồi, cái Đông Phương Lộc Mẫu này bả xây siêu xa hoa lộng lẫy, cho nên nó có từng cấp bậc. Ở đây tương truyền có hơn khoảng 10.000 tăng ni có thể cư trú được. Quý vị tưởng tượng cái quy mô của cái giảng đường lớn như thế nào không? Vậy thì cái ông này ông đến ông hỏi, mà ông cũng kiểu rất là tạo nét đó. Ông nói vậy là ví thưa tôn giả Gotama, ý là hỏi thì hỏi đại đi, không ví dụ còn dài hơn câu hỏi nữa nha. Ví như tại cái lâu đài Đông Phương Lộc Mẫu này nè, nguyên cái lâu đài này, dùng từ lâu đài luôn đó, có thể thấy được một cái tuần tự, một cái công trình tuần tự, nghĩa là cái này nó có tòa lâu đài từng tầng cấp một cho đến cái tòa cao nhất. Cũng vậy đó, đối với tụi con nha, tụi con là Bà La Môn nè, tụi con cũng học Vệ Đà, thì các cái đạo lộ tu tập của tụi con cũng tuần tự, tức là từng bộ kinh này tới bộ kinh khác, mở đầu dài dòng vậy đó. Rồi ví dụ như những người học bắn cung đó Thế Tôn, thì nó cũng có cái tuần tự, một cái trình độ trình tự tuần tự từ cái nghệ thuật bắn cung như thế nào, vân vân. Vậy tức là như con cũng là người toán số nè, con cũng phải có cái đạo lộ học tập về toán học nó tuần tự. Vậy thì thưa Thế Tôn,
có cái gì không? Cái đoạn này cô lược đi ha, chứ ổng đặt câu hỏi mà ổng ví dụ còn dài hơn cái câu hỏi nữa. Thật ra câu hỏi ổng có một câu thôi nè: vậy có thể trình bày chăng tôn giả Gotama trong pháp và luật này cũng có tuần tự học tập, tuần tự công trình một đạo lộ như thế? Câu hỏi gì là gì, hiểu không? Ý là nói gần nói xa, ổng qua nói thiệt. Vậy thì trong pháp và luật của Đức Thế Tôn á, có cái trình tự tu tập nào không? Tức là muốn tu học Phật có cần trình tự thứ lớp tu tập không? À, lấy ví dụ là như cái giảng đường, như cái lâu đài đây nè, nó có từng cấp bậc nha. Còn học toán cũng có cần từng lớp học ha, học bắn cung cũng có từng lớp ha, vân vân, học kinh Vệ Đà cũng có từng bộ. Vậy thì có cái tuần tự nào trong pháp và luật của Đức Thế Tôn hay không? Nhớ chưa? Rồi, thấy hiểu được, nắm được câu hỏi không? Đây là duyên khởi để Phật thuyết cái bài kinh này. Và nhờ cái câu hỏi này, Đức Phật nói có thể trình bày Bà La Môn có một cái tuần tự tu tập trong pháp và luật này. Và ở đây, Đức Phật dạy cái trình tự tu tập cho các thầy tỳ kheo và tự nhận mình là một người thầy chỉ đường. Đó, nói này bị chữ nữa. Đức Phật không phải là bậc thầy ban, bậc thần ban phước giáng họa. Đức Phật chỉ là đạo sư dẫn đường thôi. Nhớ bài kinh 105 sư cô mới giảng xong có nói như thế nào? Có người đến hỏi Đức Phật á, Đức Phật dạy như vậy, vậy đệ tử của Đức Phật có chứng thánh hết không? Đức Phật nói có người chứng, có người không. Nói sao kỳ vậy? Nếu như ông hỏi đường đi vô làng á, ông chỉ dạy có người ta đi đúng hết không? Sao đi đúng được? Cô đi chùa Phổ Môn 10 lần đúng không? Cô nói rồi đó, bữa nào em nào ngồi xe cô là biết rồi đó. Cô đi chùa Phổ Môn 10 lần, cô có định vị nữa, nhưng mà cô có đi tới chùa không? Cô đi lạc tùm lum ha. Vậy thì sao? Nó tùy vào cái trình độ nhận thức của mỗi người á, cái cách người ta đi đến, chứ không phải nói như vậy là đi đến vậy được, hiểu không? Ở đây cô giảng cùng một hội chúng như vậy, hôm nay là rất là đông người vô ngồi nghe luôn, quá chừng luôn, nhưng mà có phải tất cả mọi người cùng hiểu hết không? Chưa chắc à, cô nói như vậy nhưng mà em này hiểu như vậy, nhưng mà em này hiểu cái ý khác chứ. Hoặc là nghe hết xong rồi có nhớ hết không? Chưa chắc à, có người nhớ được 10, có người nhớ được 2. Hiểu không? Đức Phật cũng vậy, Đức Phật dạy y như vậy nhưng có phải ai cũng chứng hết không? Không. Đức Phật nói thiệt luôn á, có đứa chứng có đứa không. Ừ, ở đây cũng vậy nè. Vậy giờ Đức Phật dạy cái này nè, dạy cái trình độ tu tập vậy, ngài chỉ là đạo sư thôi. Ngài có tu giùm không? Dạ không. Vậy đi tu đó là cô Hiếu có tu giùm cầu an giùm không? Không, mình phải tự tu ha, mình phải tự tu cái đoạn này. Ở đây có cái lộ trình như thế nào, quý vị nhớ được dùm cho sư cô, trong này là có 6 cái lộ trình tu tập được không? Cái đoạn sau càng về sau sẽ càng khó. Bài kinh này tuy là bài kinh rất ngắn nhưng sẽ là bài kinh rất khó, tại vì cái đối tượng dạy là gì đây? Các thầy tỳ kheo luôn. Dạy cái này để mình chứng rốt ráo tối thượng chứ không phải là lơ tơ mơ trong cái nhân thừa và thiên thừa. Cho nên mà nắm được cái này là cái gọi là cái kim chỉ nam, cái bản đồ tu tập hả? Cho nên khó không? Sẽ khó nha. Nhưng mà ráng nắm được, ít ra tu không được nhưng mà nhớ được phải tu cái gì có đỡ hơn không? Còn hơn là không biết gì để tu đúng không? Ít ra mình chưa có tu được nhưng mình biết được là Đức Phật dạy mình tu như thế nào không? Dạ, ráng nhớ giùm sư cô. Cái thứ nhất cô đọc qua một lần rồi cô sẽ phân tích từng cái được không? Cái thứ nhất Đức Phật dạy cái lộ trình tu tập trước hết là gì ạ? Hộ trì giới, sống chế ngự với giới bổn. Trong các pháp của nó trì giới có được cái công đức lớn vô cùng. Và quý vị vừa rồi mà thọ tam quy ngũ giới có thấy mình may mắn không? Tại sao cô khuyến khích quý vị thọ năm điều đạo đức như vậy? Thọ giới không có phải là để mình sợ bị phạt đâu, tức là mình sợ mình phạm cái giới đó là mình bị trừng phạt không, mà thọ giới để bảo hộ mình phát sinh công đức. Trăm cái điều lành không có giới đức không thể nào phát sinh. Như cô hay ví dụ, chúng ta muốn đựng cái bình nước cam lồ của Bồ Tát Quán Âm, muốn đựng nước cam lồ đúng không, thì cái bình nó phải sao? Thanh tịnh bình thùy dương liễu, phải cái bình nó phải thanh tịnh không? Bản thân mình muốn tu tập thì trước hết hồi sáng nay cô bắt làm gì đầu tiên? Sám hối. Sám hối giống như mình xúc cái bình á, mình phải xúc cái bình sạch rồi mình mới đựng nước sạch vô được. Mình muốn học pháp, mình muốn tu tập bất kỳ cái pháp môn nào mà mình đầy tội lỗi oan gia oan nghiệp quá chừng, mình có thanh tịnh để mình tu tập được không? Không. Cho nên phải sám hối, và sám hối để sao? Giữ cái giới đức cho mình. Đây là cái việc giữ giới, là mình xúc cái bình của mình đó. Chúng ta thấy cái căn bản tu tập đầu tiên, bởi vậy đừng có sợ mà không giữ giới. Người không giữ giới là không có tu được, hiểu không? À, đầu tiên là đây phải hộ trì giới. Quý vị có năm điều đạo đức tại gia đúng không? Năm điều này là gì? Giỏi. Bữa nào cô hỏi là không điều là gì, kêu sát sanh. Phật dạy không có, Phật không có dạy sát sanh. Phật dạy không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không. Giỏi. Không dùng chất kích thích và các chất gây say. Đúng rồi. Phải sao nói dài ra vậy vậy? Tại nhiều người á, kêu không uống rượu, cái nói không, con chỉ uống bia thôi. Chết quá. Bia có làm say không? Dạ. Vậy thì tốt nhất mình nói là sao? Không
dùng các chất kích thích và các chất gây say. Được chưa? Rồi, giỏi quá đi. Vậy chúng ta giữ năm điều này là mình có giới đất chưa? Hộ trì giới. Đây lộ trình căn bản tu tập đầu tiên. Nhưng mà kêu quy y với giữ giới sợ. Không giữ. Không giữ rồi sao tu? Đúng không? Ráng giữ nha. Rồi, thứ hai là đầy đủ uy nghi chính hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ. Đầy đủ uy nghi chính hạnh, thấy uy nghi hiểm trong cường lỗi nhỏ. Rồi tiếp theo là sao? Hộ trì sáu căn khi tiếp xúc sáu trần. Cô lượt qua một loạt, quý vị nhớ rồi sẽ phân tích lại ha. Hộ trì sáu căn khi tiếp xúc sáu trần. Thứ ba là tiết chế trong ăn uống, tức là quan sát các cái cảm thọ khởi lên đó. Thứ tư là chú tâm cảnh giác, gột sạch tâm trí khỏi chướng ngại pháp. Thứ năm là thành tựu chánh niệm, tỉnh giác trong mọi uy nghi. Và thứ sáu là an trú chánh niệm bằng thiền tọa tại chỗ vắng vẻ để rũ bỏ năm triền cái chứng đến sơ thiền và tứ thiền. Được chưa? Cái lộ trình tu tập rõ ràng chưa? Rồi bây giờ mình đi cái đầu tiên ha. Cái đầu tiên là gần như sắp thuộc rồi đó. Phải hộ trì giới và sống chế ngự với giới bổn. Thêm nữa là sao? Đủ uy nghi chính hạnh và thấy khuyết điểm, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ. Nhiều khi mình thấy cái lỗi nhỏ mình bỏ qua, đúng không? Có đáng gì đâu. Nhiều em đến chùa cũng vậy. Cô không sao đâu, cô kệ, nói gì không phải. Vì cái nhỏ đó đó, nước chảy ào ào không hao bằng lỗ mọt. Mình mà đã bỏ được cái giới nhỏ đó, giới lớn mình không sợ. Mình đi ngang con kiến, mình sẵn sàng lấy cái chân mình chà 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 cho nó chết. Thì hôm sau mình thấy con mèo với con chó chạy ngang, mình sẽ đá vô bụng nó một phát cho nó lăn lông lóc. Mình đá được con chó con mèo, mình sẽ đập đầu được con cá lóc. Mà mình đập đầu được con cá lóc là mình sẽ thọc huyết được con heo. Chưa thọc huyết được con heo, mình cũng cắt cổ được con gà. Quý vị hiểu ý không? Cái mức độ ác tâm nó sẽ tăng trưởng lên. Cho nên đừng bao giờ. Bữa nay mình thấy cái người đó mình buông một câu chửi bới ở trên mạng, hôm sau mình sẽ dùng từ độc địa hơn để mình chửi tiếp. Hoặc là bây giờ mình khởi cái tâm tham cái chuyện nhỏ thôi, tới chùa thấy cái này đẹp quá thôi ngắt một cái hái về, ok không sao hết trơn, biết mà mấy sư cô đấu xài này đâu, cũng không vô thưởng vô phạt. Hôm sau mình sẽ tùy tiện lên bàn thờ lấy bất kỳ cái gì mình thích, đúng không? Và mình sẽ tùy tiện lấy bất kỳ cái gì của bất kỳ ai. Hôm nay mình lên mạng mình lướt qua, mình thấy cái câu này hay quá, mình đem về mình post status của mình làm kiểu rất là deep nha, caption so deep luôn, mà mình không có ghi nguồn. Hôm sau mình sẵn sàng có thể bê nguyên cái bài luận văn của người khác về làm của mình. Quý vị hiểu ý không? Cho nên cái lỗi nhỏ, cái nguy hiểm, phải thấy được cái nguy hiểm trong lỗi nhỏ. Đó là tại sao quý vị đi chùa từng chút. Cô rất là kỹ chỗ đó, là vậy đó. Giờ hiểu tại sao không? Cái ác nghiệp mình tạo không bao giờ mình thoát được. Trong Kinh Pháp Cú có một câu như thế nào? Bữa cô giảng Kinh Pháp Cú một năm rưỡi liên tục đúng không? Không trên trời dưới biển, không lánh vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn được quả ác nghiệp. Nghĩa là không có trên trời dưới biển, không có trốn vô hang động, không có làm một cái gì mà trốn được cái ác nghiệp mình hết. Mình đã làm ác rồi thì mình sao? Phải lãnh cái quả đó thôi. Có nhiều người trồng cây trái, xịt thuốc, ngâm thuốc cho nó độc hại để bán cho có giá, nhưng mà chừa riêng mấy cái cây nhà mình ăn không xịt nha. Có không? Có. Cái luống rau nào mà mình đem bán là mình phun quá trời luôn, mà cái luống nhà mình ăn mình chừa riêng. Nhưng mình đâu có biết, mình đi ra chợ mình mua cái thứ khác, người ta cũng đem cái thứ độc bán cho mình, người ta chừa cái không độc lợi cho người ta ăn chứ, phải không? À, người ta nuôi tôm, nuôi gì đó, người ta cũng sẽ chích thuốc cái con vật, con thú, thịt gì nữa, người ta cũng chích thuốc bơm trọng. Nhưng mà cái con người ta nuôi gà thả giường, họ cho nó ăn cái đồ sạch sẽ, họ đâu có cho bơm trọng gì đâu, nhưng mà họ có bán cho mình không? Không, họ để dành họ ăn, nhưng mà họ ra chợ họ mua rau xịt thuốc của mình. Tóm lại là tất cả chúng ta sao? Mình dành cái độc hại cho người khác và mình giữ gìn cái trong sạch cho mình, và mình hy vọng mình được khỏe mạnh bình an, nhưng mà tất cả là cho thấy kết quả là cái tỷ lệ ung thư càng lúc càng tăng, đúng không? Tại sao vậy? Đó, tại vì cái tâm này nè, cái tâm ác tâm của mình lên á. Mình không thể nào mà mong cầu cái sự bình an khi mà mình đem cái quả ác cho người khác hết. Mình thích người ta cái mình đi cua, mình ngoại tình, mình biết cái chị đó có bồ có chồng rồi nhưng mà hai vợ chồng không có hạnh phúc với nhau. Xong rồi chị đó vừa mắc mình cái mình đi tán tỉnh chị để mình qua lại với chị. Nhưng mà mình vẫn mong vợ mình ở nhà phải trong trắng chung thủy, một lòng một dạ với mình, trong khi mình đi cua vợ người khác. Hiểu không? Chứ mình không thể nào say đắp. Bữa cô gặp cái em này là em có chồng ở Việt Nam rồi, nhưng mà em qua đây em lại qua lại với một anh mà có vợ ở Việt Nam rồi, đều là người Việt Nam cả. Xong rồi em nguyện cầu sao mà cho chị vợ kia là bỏ anh này đi để cưới em này, mà trong khi em đã có chồng ở Việt Nam một đời chồng mà chưa có ly hôn nha, rồi có một đứa con chồng đang nuôi ở Việt Nam nữa.
Nhưng mà em nguyện cầu là cái chị vợ kia đó là sẽ không có biết gì, hôm nào bỏ anh này đi, tại chị kia sao sao đó theo lời anh kia là dạy dạy ABC XYZ gì đó, để anh này đường đường chính chính cưới nhỏ này, thì nhỏ này sẽ về ly hôn với anh kia rồi tới tâm sự với sư cô. Cô thấy là cái chuyện mà mình mong cầu một cái gia đình khác phải mất hạnh phúc ly tán để mình có cái hạnh phúc, mình có thể mưu cầu cái hạnh phúc của mình xây đắp trên cái sự đổ vỡ và tan nát của một gia đình khác không? Không. À, cho nên chúng ta thấy là không thể nào hại người khác mà mình mong mình bình an được. À, mình chơi hụi mình giật người ta, xong tới hồi mình chơi dây khác mình hy vọng đừng ai giật mình, chuyện này mới là vô lý đó, hiểu ý không? Cho nên Đức Phật dạy đầu tiên là chúng ta phải sao, phải thấy nguy hiểm trong những cái lỗi nhỏ và sống hộ trì với lại giới đủ y nghi chính hạnh, tức là làm những cái việc mà quang minh chính đại. Thứ hai chúng ta tiếp tục là sao, hộ trì sáu căn, và khi tiếp xúc sáu trần, cái này cô nói rồi, mắt tai mũi lưỡi thân ý, sáu căn, và khi tiếp xúc với sáu trần là gì, mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, đúng rồi, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm và ý thức hình dung, thì khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần mình sẽ sinh ra các cảm thọ. Nói ở đây phải khẳng định kỹ, không phải chúng ta bịt mắt không có nhìn thấy gì, chúng ta bịt tai không nghe thấy gì, làm như vậy á là mình sẽ tu không phải. Nếu vậy thì người mù sẽ chứng thánh trước, người điếc sẽ chứng thánh trước, đúng không? Không, mắt vẫn mở, tai vẫn nghe, mũi vẫn ngửi, miệng vẫn ăn, chứ không phải nói mình tuyệt thực, mình nghĩ ăn là mình chết ngắt luôn. Đức Phật còn phải ăn một ngày một bữa mà, Đức Phật dạy nhất thiết chúng sanh gia y ẩm thực, cho nên không thể không ăn. Ăn nhưng mà sao? Không khởi lên tâm tham, tâm sân, tâm si. Chỗ này mới khó nè quý vị. Cái này gọi là hộ trì các căn, cái này là cái khó nhất trong cái đời sống tu tập mà sư cô thấy. Hồi nãy cô nói giữ giới đã khó chưa? Khó. Nhiều khi mình chạy đèn xanh đèn đỏ đó, mình tới đèn đỏ mình không có muốn dừng đó, nhưng mà mình vẫn bấm bụng mình đạp thắng, là tại sao? Tại cái chỗ đó mà mình không thắng, nó có camera mình phải bị phạt tiền, đúng không? Đây là tâm lý của em, nhiều lúc gấp muốn chết. Hôm qua chạy hơn 900 cây số thì có muốn vượt chút xíu đi mà tài vẫn cứ thắng nha, đèn vàng đã thắng rồi tài chạy theo dùm cô đỏ rồi cô, là sao? Tài sợ ăn biêu. Ừ. Tài sợ tốn tiền nên tài đạp thắng, nhưng mà không phải là tài trả lời cô á, là vì tài sợ tai nạn giao thông mà tài thắng, hiểu ý không? Trong khi chúng ta giữ giới chúng ta cũng vậy, chúng ta sợ là bị phạt, bị trừng phạt, Phật trời nào trừng phạt, Bồ Tát nào trừng phạt mình, chứ mình không nghĩ là giữ giới là để sao, để đem cái quả báo tốt đến cho mình, hiểu không? Phàm phu có cái tư duy như vậy đó. À, nhưng mà chúng ta phải biết là trừ khi nào chúng ta chủ động thắng xe trước cái đèn đỏ để không gây tai nạn giao thông, chứ không phải là để không phải lãnh cái bill. Cái tư duy nó khác nha, hiểu ý không? Quý vị giữ giới vì sẵn sàng giữ giới để mình có cái giới đức của mình, để mình được thông dong tự tại, mình có uy tín, mình tăng trưởng công đức lành, chứ không phải là sợ ông Phật cũng phạt mình, lỡ mình phát tâm mình thọ giới rồi, cho nên Phật kêu không sát sanh rồi, giờ đi cái chỗ này này cu hoàng đế nó đang còn sống, nó nhảy đùng đùng cái mấy đứa nó rủ mình ăn, trời ơi không ăn mới ngu quá, con cua tới mấy xíp lận mà này người ta bao nữa mà còn không ăn. Nhưng cái chỗ đó mình nghĩ lại liền, à mình giữ giới sát đúng không, ví dụ con cua nó chết sẵn thì không nói gì, nhưng nó còn đang bớ bớ ngoe ngoẩy ở trong càng, mình vớt nhỏ lên mình nướng nó, mình hấp nó, mình ăn nó, vậy mình có cộng nghiệp sát sanh không? Có. Nhưng mà chúng ta phải không ăn con cua đó với cái tâm lý là sao? Chúng ta không muốn gieo oan trái với mạng sống chúng sanh, thì nó sẽ khác với tâm lý là sao? Lỡ ăn phạm giới Phật quở, Phật không có rảnh ở đó quở, hiểu không? Phật nào ngồi canh mình ăn con cua mà quở vậy? Không có Phật nào rảnh như vậy hết. Nhưng mà cái tâm lý của mình là mình không ăn nó, không phải là tại vì mình không biết nó ngon đâu, mà mình không ăn nó vì mình không muốn mang nợ nghiệp sát với nó, vậy thôi. À, hiểu không? Cái chỗ này nó mới phát sanh công đức nè. Có cơ hội để phải làm ác nhưng mà mình không làm, hoặc là mình rất là xinh. Ở đây cô có một bé Phật tử, nó rất là xinh, nó lấy chồng Hàn không có hạnh phúc, chồng nó rất là lớn tuổi và không có tâm lý, bé này thì quá là hot girl luôn, hai vợ chồng sống với nhau không hạnh phúc. Và em qua đây từ cứ đi học hay đi sinh hoạt ở đâu em đều rất nhiều bạn trai đi cô, thậm chí em đến chùa em ngồi làm ở chỗ nào một chục đứa nó bu theo, đi chỗ khác làm không đi luôn, cô kêu mà mấy đứa con trai nó cũng không đi. Cô nói bữa sau em không mấy, em vô chùa nhà vệ sinh giùm cô cái đi, em vô đó là một chục đứa này nó đu theo em, là cái nhà vệ sinh cô nó sạch, là em biết nó đẹp tới mức độ đó không, nhưng mà nó không yêu ai hết, dù nó sống với chồng nó không hạnh phúc. Là sao? Ta có cơ hội ta phạm giới tà dâm đó, nhưng ta không có phạm, ta không thích phạm đó, được không? Đó, em không có chảnh nhưng mà em biết em đang có chồng, em là gái có chồng, em đi học nhìn em như sinh viên vậy, như là chưa có chồng, vì em rất là xinh, hot girl mà rất là đẹp, và rất nhiều người tán tỉnh thiệt luôn á. Đến chùa dạo này em không dám đến chùa nữa luôn á, vì nó quá là xinh đi, cho nên nó đi đâu nó cũng thu hút rất là nhiều ánh nhìn.
Rồi chồng ghen này các kiểu, rồi em ở nhà luôn. Nhưng mà em rất là đoan chánh, cái hạnh của em rất là đoan chánh. Cỡ như em muốn có 10 người yêu là có đủ 10 người yêu, nó xứng đáng 10 người yêu đó. Nhưng mà em có yêu lúc 10 người không? Không, dù sống với chồng không hạnh phúc nha. Nhưng không ngoại tình là không ngoại tình. Vậy cái chỗ này nó phát sinh công đức không? Phát sinh công đức. Nội cái chuyện giữ giới thôi mình thấy khó không? Đây là hộ trì sáu căn đó. Mắt tai mũi lưỡi mở ra thấy đẹp không? Thấy đẹp chứ, thấy thích chứ. Chồng mình không biết nói lời ngon tiếng ngọt, anh này cứ nịnh mình hoài. Nghe vui tai không? Nghe êm tai chứ. Nhưng mà có phạm không? Không, giữ lòng mình chỗ đó. Cái chỗ này nó mới phát sinh công đức nè. Rồi, nhiều khi quý vị đi chùa, chỗ này cô giảng hơi kỹ chút xíu. Tại vì quý vị sẽ nghĩ là sao? Con đâu có làm ác đâu, con đâu có làm ác đâu. Nhưng mà mình không làm ác có thiệt là không hoàn toàn tạo nghiệp bất thiện không? Cho nên cô hồi sáng cô khuyến khích quý vị phải ráng học A Tỳ Đàm là vậy đó. Ngồi yên ở tại chỗ này có tạo nghiệp ác không? Chưa chắc là không tạo. Cô nói ví dụ vậy nha. Hồi trưa nay mình ăn cơm, trong tất cả các món ăn, cái mình vừa bụng cái món đó, cái tâm gì nổi lên? Tham. Đúng rồi. Tham ăn là một cái tâm bất thiện. Nhưng mà nhiều khi mình có thấy cái tâm đó không? Dạ không thấy. Hoặc là vậy nè, hôm nay mình đi chùa, xong vô tình mình không biết như vậy, mình bị cô mắng, mình lấy điện thoại live stream trong lúc mình tụng kinh, cái cô quay xuống cô mắng mình quê không? Quê. Tâm gì nó nổi lên? Sân. Không có nói ra thôi, nhưng mà âm thầm trong bụng có bất mãn không? Khó chịu chỗ đó, đúng không? Hoặc là mình vô bếp mình phụ, xong cái mình làm sai, cái bị mấy chị trong bếp nạt một tiếng, mình có tức không? Wow, tâm này tâm gì? Tâm sân. Nhưng mà mình có trả lời không? Mình không trả lời, nhưng mà trong bụng mình nó có nổi lên không? Có. Vậy hồi trưa nay ngồi ăn có ai đang âm thầm ăn với tâm tham không? Hoặc là trưa nay có ai ăn thầm ăn với tâm sân không? Tới chùa nghe đồn cơm cũng được lắm, tự nhiên cơm này nó có mùi kỳ kỳ vàng khè giống cơm gà thấy ghê. Là không vừa bụng đó, vậy mình ăn với tâm gì? Tâm sân. Vậy thì trưa nay ngồi ăn thấy rất là trang nghiêm đúng không? Có ai dám nói gì không? Không, cô Hiếu đâu cho nói. Có ai dám cầm điện thoại livestream không? Cũng không. Mặc áo dài đàng hoàng, nhìn rất là đường đường tăng tướng dung mạo khả nghi. Nhưng mà trong bụng mình là tham hay sân? Tham hay sân chứ. Vậy thì mình ngồi yên như vậy đó, chưa cần trộm cướp, chưa cần tà dâm, hằng ngày mình tập trung mình quán chiếu lại đó, mình thấy mình sống với tâm tham hay tâm sân, tâm si, hay mình sống với tâm thiện nhiều hơn. Mình cứ tạt qua tạt lại giữa tham với sân vậy đó, mà mình rảnh ghê lắm, mình không rảnh nhìn mình mà mình rảnh nhìn đối phương để mình đánh giá. Mình đánh giá chưa đủ, mình còn lên mạng mình thị phi nữa, mình kéo bè kéo cánh nữa. Chúng ta thấy là mỗi một sát na mình sống với cái ác nghiệp nhiều hay là với thiện nghiệp nhiều. 6 ngày trời mình đi làm, thật ra bao nhiêu cái tâm nó trỗi lên trong lúc đó. Mình đi làm mình gặp cái bạn đồng hương của mình luôn mà nó chướng khí vô cùng. Mình đi làm mà mình làm A nó làm B, mình nói với giám đốc dày anh đi thọc cái chữ khác. Trời ơi, một ngày không biết mình đấu tranh tâm lý bao nhiêu lần với cái tham với cái sân đó, đúng không? Nhiều khi mình không có nói ra miệng, mình có kiềm chế tại mình đi làm kiếm tiền chứ không kiếm chuyện. Nhưng trong bụng mình có chửi không? Âm thầm mình chửi. Mình có tạo ác nghiệp trong lúc mình không nói năng gì không? Có. Phải không? Có rất là vi tế nha. Mà cô nói mình chịu khó mình tu á, mình sợ cái nghiệp xấu của mình, mình sợ mình sống với tâm nào lắm, chứ mình không có rảnh để mình ngó người ta mà đánh giá thị phi đâu. Tức ngày hôm nay đến chùa thôi, cô nói đến chùa là đã bớt rất nhiều so với đi làm kiếm tiền ngoài đường rồi, đúng không? Hoặc là về nhà chồng nó nói một câu cái bắt đầu là lên liền. Hoặc má chồng mà dằn mâm sáng chén cái đi làm, mình thấy cái tâm mình nổi lên như nào liền. Hoặc bên Việt Nam gọi điện mà có cái chuyện gì xảy ra là mình có cái tâm gì nổi lên, đúng không? Nhưng mà mình đã đến chùa rồi đó, cô nói đã đến chùa rồi đó, anh chị em huynh đệ đã rất hợp cả, hợp rơ với nhau rồi đó. Nhưng mà có nổi lên không? Có. Ra buộc cái đống rác thôi. Mình muốn tiết kiệm bịch ni lông theo cô Hiếu nói, mình làm như vậy mình trút cái bịch nhỏ qua cái bịch lớn, đặng dư lại được một cái bịch để đừng có bỏ cái bịch. Cái bịch nó không có đáng tiền, nhưng mà cái rác này là cái rác khó phân hủy. Cho nên cô luôn luôn nhắc tụi em là không được tùy tiện xài bịch ni lông là vậy đó. Xài mấy cái ly giấy một lần, cái đó là nó tổn đức của mình, nó hủy hoại môi trường. Thì cái bạn mà nghe lời là sẽ từ từ chậm rãi hốt hết rác bên này dồn qua bên kia, để dồn 3-4 cái vô một bịch. Nhưng mà cái bạn kia khó chịu thì sao? Ngu ghê, mày túm cái rột mày dục vô cả chục cái bịch ni lông rớt vô cũng được, nhưng cuối cùng cũng buộc lại được, đúng không? Không có đúng, không có sai. Nhưng mà hai người đó có mâu thuẫn với nhau chưa? Có. Không vừa bụng nhau là nổi tâm sân rồi đó. Đó, cô nói đi công quả thôi có quả không? Có. Có cần phải trộm cướp tà dâm nói xấu uống rượu không? Mà vẫn sống với tâm bất thiện. Giờ thấy sợ chưa? Cho nên cô nói cái hộ trì sáu căn này đó quý vị là cực kỳ quan trọng. Mình ăn cũng phải chánh niệm, nói cũng phải chánh niệm, làm cũng phải chánh niệm. Giờ quý vị thông cảm với cô, tại sao vô chùa ăn cô không cho nói không? Tụng kinh cô không cho nói không? Thiệt,
Người nào mà không thông cảm với cô sẽ bỏ chùa đi mà còn chửi nữa. Vô chùa gì khó, bà sư cô bộ đâu bộ đó, kiểu vậy. Cô bị chửi rất là nhiều. Mấy em bây giờ nó kể lại cô nữa mà. Đi các đạo tràng khác là rất là vui, với ăn chén chú chén anh, cười cười qua cười lại, ngồi rần rần nguyên cái chùa luôn, kể lại cho cô vui. Còn có em nó về nó nói nữa, cô công ty con tới 40-50 chị em lận, mà con dẫn mấy chị về chùa mà mấy chị nói chùa mình khó quá, mấy chị không thích đi cô. Ăn cũng không được nói nữa. Rồi mấy chị dẫn con nít qua đó, con nít thì có cái khu vực riêng cho con nít, cô kêu vô đây ăn đi, cái con nít cô đâu có bắt im được, con nít nó ồn sao im được. Nhưng mà không, mà cứ thích dẫn con mình phải qua cái chỗ ăn cơm chánh niệm cho nó rần rần với người ta mới chịu. Rồi cô biểu qua đây là giận bỏ về luôn. Nhưng mà quý vị mà thông cảm với cô rồi mới thấy tại sao cô ăn cơm không cho nói không? Không nói mình mới biết mình ăn với cái tâm gì chứ. Trừ mình lúc ăn mình cũng nói nữa rồi mình biết sống với cái tâm gì đây. Mà mình nói ra 9 câu thì hết 8 câu là bất thiện rồi. Hiểu không? Đó, rồi cái nói cũng phải chánh niệm, mình làm cũng phải chánh niệm. Như vậy mới gọi là hộ trì các căn. Giờ quý vị hiểu sao mà mấy em đến chùa mà nói nhiều quá sư cô không thích đâu. Không phải cô ghét mấy em. Mà hồi đó sư cô đi tu cũng vậy nè. Lúc đó cô mới cạo đầu ngày hôm trước, ngày hôm sau là sư phụ gửi qua bên chùa này. Thì là từ nhỏ đến lớn, từ hồi tôi đẻ ra tới bây giờ, cô có cái tên khác, cái pháp danh Giác Lễ Hiếu đúng không? Cô chưa bao giờ nghe ai gọi cô bằng cái tên Giác Lễ Hiếu cho tới ngày hôm đó. Quý vị hiểu cái tâm trạng thái cảm xúc của cô không? Nhưng mà cô đến chùa là cô không có ở chùa với sư phụ gửi qua sư bà. Thì phải xưng tên con là gì? Con đâu có xưng tên đời được. Hôm qua con cạo cái đầu rồi, con bận cái áo tu rồi. Nên từ hôm nay con đến con đảnh lễ với đại chúng, dạ con pháp danh là Giác Lễ Hiếu. Thì cả chùa gọi cô là cô, là chú Hiếu. Chứ không có gọi cái tên ba má cô đẻ ra nữa, hiểu không? Mà cô đã có quen với cái tên Hiếu chưa? Chưa, cái tên này mới phát sinh ngày hôm sáng nay thôi. Thì trưa đó cô đi rửa chén, thì xuống dưới bếp có một sư cô lớn. Thì sư cô mới nói, chú Hiếu, mình không có quay lại. Thì đâu có nghĩ gọi mình đâu. Cho tới sáng hôm nay người ta vẫn gọi bằng cái tên đời hồi đó ba má mình đẻ ra mà, hiểu không? Nên mình không trả lời trả vốn gì hết á. Cái cổ gọi tới lần thứ hai, cái cổ không có dùng thô ngữ, nhưng mà qua cái thái độ là mình biết cô khó chịu. Cô nói, vậy chứ không phải chị tên Hiếu hả? Cái lúc đó chẳng lẽ mình son sỏn mình cãi, dạ con không có nhớ pháp danh, con mới xuất gia ngày hôm nay à. Rồi cô coi mình ra cái gì? Nó dạ mô Phật con sám hối. Là mình biết mình sai chưa? Mình thiệt ra cái đó mình có sai không? Dạ mình không có sai. Mình mới cạo đầu hồi sáng tới giờ sao mình thích nghi với cái tên này được, còn tưởng kêu ai á chứ, đúng không? Nhưng mà cái cô kia có sai không? Không, từ nhỏ đến lớn cô đâu có biết ba má cô đẻ ra cô tên gì đâu. Vô chùa cô được giới thiệu tên đó thì cô gọi cô phải thưa chứ. Cổ lớn như vậy mình bé nhất chùa mà mình gọi không thưa mình sai chưa? Dạ sai, sai thì mô Phật con sám hối. Quý vị hiểu cái hộ trì sáu căn chỗ này không? Còn cô đó, 10 lần cô nói mấy em vô chùa, con ơi con đóng cửa lại giùm cô. Dạ không phải đâu cô, con mới bê đồ vô vậy đó. Là cô chán, cô không muốn nói tới lần thứ hai. Con chỉ cần dạ mô Phật là được rồi. Cô đâu có cần hiểu cái lý do như thế nào, ví dụ mình có thể quên. Ví dụ còn có đứa nó cãi nữa, không phải con cô. À đúng rồi, không phải em, nhưng mà bây giờ em đứng ngay cái cửa đó mà cái cửa đang mở. Nếu em có chánh niệm em đã kéo cái cửa vô đúng không? Mình đã mất chánh niệm không có kéo cửa rồi, cô đến cô nhắc vẫn son sỏn cãi. Những cái đối tượng này cô không bao giờ nói tới lần thứ hai. Quý vị hiểu cái người dạy đệ tử nó cực như nào không? À bây giờ mình có chánh niệm tới cái hành vi mình không? Sơ hở là cãi à. Mà đa phần quý vị biết không, 10 em về thì hết 9 em rưỡi cãi rồi. Chưa có thấy một em nào mà cô nhắc một cái dạ mô Phật luôn. Có hai người thôi đó, một lần đô, hai là chùa mình có hai em. Đô thì sống chết gì cũng dạ mô Phật, dạ cô trước rồi từ từ sao? Cái đó là sao? Chánh niệm đó. Hôm nay nè cô, cái cửa này là biết liền đúng không? Không, con mới bê đồ vô đó cô, vẫn cãi son sỏn. Không phải con mở đâu cô, cái bạn kia mới ra đó cô. Thì bây giờ mình mô Phật, mình đóng cái cửa nó chết liền hay gì á, nó mất chánh niệm dĩ luôn đó. Rồi đôi dép cũng vậy. Quý vị hiểu cái vô chùa tu chỗ đó không? Chứ không phải là lên chánh điện ngồi nghe pháp mới tu đâu. Ra vườn cũng vậy. Cô hỏi cái này như thế nào? Rồi anh A, anh B, anh C ngồi kể quá trời luôn. Chỉ cần dạ mô Phật để con làm. Phải chánh niệm không? Dạ. Mình tu vậy đó. Như vậy có thiệt thòi không? Nếu ai còn thấy thiệt thòi là còn cái ngã mình quá to. Hiểu ý không? Như sư cô kể cái trường hợp chính cô nè. Đó là cái trường hợp rất nhỏ, rất rất nhỏ so với tất cả những va chạm ở trong chùa mà một người tu nhỏ phải ấy. Quý vị về đây cũng vậy. Được cô nhắc nhở, được huynh đệ nhắc nhở, trước hết quay lại coi hồi nãy mình có mất chánh niệm cái động tác đó không? Cái đó là cái tu. Hiểu ý cô nói không? Đó. Cho nên là khi thấy, nghe, ngửi, nếm, phải sáu cái căn này không? Khi thấy, nghe, ngửi, nếm, biết cái phản ứng tâm lý mình như thế nào, chỗ đó có tâm tham, tâm sân, tâm si khởi lên hay không, cái đó gọi là hộ trì sáu căn.
chứ không phải bịt mắt, bịt tai, bịt mũi, bịt miệng lại hết cái là hộ trì đâu. Làm vậy là mấy người khiếm khuyết các cái căn đó người ta thành tựu chứ, người mù người ta thành thánh trước ha. Hiểu ý cô nói không? Nhiều vị mà để mấy cái con nhỏ bịt mắt, bịt tai, bịt mũi ở trên xe đâu, phải hiểu cái ý bịt đó là cái gì. Không có phải bịt là tu, mà mở ra mà vẫn thấy, thấy mà không động, cái đó mới là công phu. Hiểu ý không? Trưa nay ăn cơm ngon dở gì không cần biết, biết cái món cơm này để chữa cái bệnh hao gầy, để mình đỡ qua một cái buổi, để buổi chiều mình đủ sức mình nghe pháp thoại, mình làm công quả. Chỉ ăn với cái tâm đó thôi. Quý vị hiểu không? À, có ngon cũng vậy, có dở cũng vậy, không khởi sân, không khởi si lên, cái đó là tu. Hiểu không? À, đến hôm nay ví dụ hồi sáng nghe nói là chùa vui lắm, chùa có cái này cái kia, mình tới mình kỳ vọng này là ABCD, tới đây không thấy có gì hết trơn á, bữa thấy bông mai bông đào quá chừng, ai ngờ tới đây dẹp trơn rồi đó. Đó cái lúc đó là cái gì, cái tâm gì đây, cái tâm bất mãn gì nổi lên đây, đúng không? À, chờ mình thấy trong cái bối cảnh như vậy, là mình tu từ cái này, từ cái nhỏ nhỏ này ra xã hội mình mới tu được đó. Người ta chửi mình một câu mình có nhịn nổi không? Không phải mình không chửi lại được đâu, nhưng mà mình có cần phải chửi lại không? Một người say rượu nói ồn ào, chẳng lẽ ta đây cũng thế sao? Một đứa ồn ào thêm đứa nữa là hai đứa đó giống như nhau. Hiểu không? Chứ không phải ai chửi mình con mình chửi lại cho hơn. Mày tưởng tao không biết chửi lợn hả? Mình phản ứng như vậy. Cô hay nói ví dụ, có cái ví dụ trong kinh hay lắm á. Mình chọi cục xương cho con chó, nó sẽ táp cục xương. Nhưng mình lấy cục xương mình chọi con hổ, con hổ nó không táp cục xương mà nó táp cái đứa chọi. Hiểu không? Ai dục phiền não vô cho mình, mình có đi theo cái phiền não đó để mình táp, mình liếm không? Hay là mình coi kỹ cái tâm phiền não mình đang khởi lên? Cô nói cái bài kinh này ha, nó siêu ngắn nha quý vị, nó chỉ có 2 trang thôi, mà tu suốt một đời. Nãy giờ mình thấy mới có 2 cái không? Đầu tiên là giữ giới thôi, bồng bềnh giữa cái 5 giới thôi, hoài trầy trật không xong nổi. Rồi tới bây giờ Phật dạy tới cái cấp thứ 2 thôi đó, là hộ trì 6 căn thôi đó. Nghe thấy ngửi nếm, mình đã có chánh niệm trong hàng ngày không? Cô nói nếu mình sống hàng ngày mà mình quan sát được cái tâm mình hay á. Hồi đó cô đi tu, cô chỉ nhìn cái tâm mình chỗ đó đó quý vị. Cô chưa từng đánh giá tại sao cái sư cô đó ép, xử ép mình như vậy. Tại sao cái chị đó nói cái lời đó xúc phạm mình như vậy. Tại sao mình không có như vậy mà đổ thừa mình như vậy. Không bao giờ, mà ngay lúc đó nhìn cái tâm bất mãn sân hận của mình nó nổi lên đó, mình tu với cái tâm đó. Quý vị hiểu không? Tới chùa cũng vậy, cô la hay là cô khen, giữ cái tâm của mình á, chứ không phải giữ theo cái lời của quý sư cô, cái đó nó mới bền vững. Hiểu không? À, ra đời lúc mà nhẫn được trong chùa rồi ra đời mới nhẫn được. Người ta mới nói là nhất tu thị nhị tại gia, thứ ba tu chùa là ý, cái ý này nè, chứ không phải nói là tu ở nhà không đến chùa đâu. Ý là tu ở chùa là dễ nhất đó quý vị, hiểu không? Còn nhất tu thị là tu ở ngoài chợ là cái khó nhất á. Hiểu không? Nhịn được ở trong chùa thì mới nhịn được ở nhà. Chứ mình về nhà mình quạt quạt quá trời luôn, chồng con mình lắc đầu trời và đi tu dữ ha. Tu dữ luôn á. Ý là sao, thấy má đi tu hồi đó chưa tu còn dễ coi, bây giờ má càng tu càng khó coi. Hiểu không? Tức là về nhà mình có thể tu được với người ngoài, về con mình với chồng mình là thôi nghỉ đi nhà xả dai nha, không có dịch vụ với anh với con nha. Có nhiều chị em vậy đến chùa rất dễ thương, về là nạt chồng thấy sợ luôn. Con thì nó khỏi nói, cô đây cô có cái chị. Chỉ cần tới cửa thôi là ông chồng mà trong nhà chưa sạch ha, ổng chạy ra tới cái bãi đậu xe đó, ổng đưa điếu thuốc, em hút thuốc đi cho nó đỡ xì chết, rồi về ổng chạy vô đây ổng lính qua lính quýnh, ổng lao ổng dọn tá lạ có đó quý vị. Chị nó chỉ giữ tới mức độ đó, chị về mà chị thấy nhà mãi là chị xúc ông chồng liền. Ông chồng thấy nhà chưa kịp dọn mà bà vợ về là mời điếu thuốc ngoài sân liền. Chỉ đến chùa cô mà 20 phút sau là thấy ra ngoài suối hút thuốc rồi. Mấy anh về chùa đây cũng không thấy hút thuốc nữa mà chị cuốn. Mà ông chồng thì xíu hiền luôn. Thưa quý vị thấy không? Tức là tu ở trên chùa được, lên chùa nhịn được. Hiểu không? Lên chùa nhịn, cô biểu không hút thuốc là ra tuốt ngoài suối. Nhưng mà về là ngồi trong nhà gác cái chân chữ lên đó, là hút thuốc, đàn chồng là đi phục vụ vòng vòng luôn đó. Ghê chưa? Thì ý là cái khó thứ dễ nhất là tu ở chùa. Chứ không phải là nói tu nhà mà không đi tu chùa. Hiểu ý không? Cái dễ nhất là tu ở chùa. Tu ở chùa ít ra là người ngoài với nhau, mình khách sáo. Ê, với lại nể cô, nên là ém lợi. Về là chồng con mình xúc hết. Đó là không có được. Rồi thứ ba là tu chợ. Là thứ nhất là tu chợ là cái khó nhất đó, hiểu không? Ra chợ đời, ý là không phải chỉ có ngoài chợ không, mà là cái môi trường ngoại cảnh bên ngoài, cái nơi mà mình kiếm tiền nuôi sống mình mỗi ngày đó, cái chỗ đó có bất mãn không? Nhiều khi mình đâu có sai đâu, nhưng mà cái ông sếp hoặc cái người đi trước mình họ xử ép mình. Ở chỗ này mình có nhịn nổi hay không? Hiểu ý không? Đó là mình hộ trì. Hộ trì các căn đó. Mình có thấy được tâm tham, tâm si, tâm sân mình khởi lên không? Cho nên cô nói tu có cực không? Dạ cực. Nhưng mà tu được rồi có vui không? Vui.
Cái khi mà mình làm chủ được cái tâm của mình, không trồi sụp vì ai đó đó, quý vị thấy nó cái hạnh phúc vô cùng. Người nào mà đã trồi sụp kinh qua bao nhiêu hỉ nộ ái ố ngoài đời rồi đó, là lúc đó khi mà mình thấy mình bình bình đạm đạm đi qua được mọi cái nóng lạnh được mất của nhân gian á, lúc đó thấy mình thư thái. Cô rất khoái Tô Đông Pha. Quý vị nên nghe cái bài, cái quyển sách phân tích Tô Đông Pha của ngài Tuệ Sĩ. Trời ơi, cuộc đời của Tô Đông Pha mình đã thấy hay vậy rồi chứ, ổng bao nhiêu vương triều nó thay đổi đó. Từ khi mà được nhà vua sủng ái cho tới mà phải bị đày đi xa, bị tra tấn trong ngục như thế nào. Nhưng mà lời thơ của Tô Đông Pha nó đầy cái tính nhân văn, nó yêu người, yêu đời, biết tri ân vô cùng. Đó là cả một cái công trình tu tập đó. Nếu như không có biết tu, Tô Đông Pha sẽ oán hận thời cuộc, oán hận mọi thứ. Quý vị nghe thơ Tô Đông Pha và nghe cái bài phân tích thơ Tô Đông Pha của ngài Tuệ Sĩ, hay, rất là hay nha quý vị. Cho nên rồi tiếp theo cái thứ ba là cái gì đây? Ba tiết là phải tiết chế trong ăn uống, không cho cảm thọ khởi lên. Cái này thôi lướt qua đi chứ nói kỹ là kỳ lắm. Chẳng lẽ mình lớn gì rồi mà mình nói mình ham ăn, nó kỳ đúng không? Cho nên mình phải tiết chế trong ăn uống là sao? Ăn để đủ no, ăn để nuôi sống cái thân mình, chứ không phải là ăn để thỏa mãn cái vị giác của mình. Có nhiều người là ăn không phải để no mà ăn để ngon, đúng không? Bây giờ thời này đâu có thiếu ăn như ngày xưa nữa. Bây giờ mặc không phải để ấm, mặc để đẹp. Đúng rồi. Mặc để thời trang, mặc để cho người ta thấy đẳng cấp của mình. Đúng không? Quấn cái áo Gucci, Dior vô nó phải khác cái đồ bình thường mua ngoài chợ mấy khúc chứ. Cho nên á, ăn á, bây giờ cái thời đại này không phải để no mà là để ngon. Mà chính cái đoạn ngon này nó gây ra gì? Ác nghiệp. Không có cái thể loại nào mà nó bay trên trời, nó bơi dưới nước, nó chui trong cát, nó lặn trong hang, mình đều bươi móc ra mình ăn hết, đúng không? Mình là đứng đầu của chuỗi thức ăn nên mình tự cho mình cái quyền ăn hết mấy đứa nhỏ. Có những cái thứ nói là nó đụng chạm, nhưng mà sao? Dạ, mình tiết chế trong cái ăn uống để xem cái cảm thọ nào khởi lên ha. Làm chủ được cái này thì mình giữ được cái đức của mình. Thứ tư đó là chú tâm cảnh giác, gột sạch tâm trí khỏi chướng ngại pháp. Cái chữ chướng ngại pháp này cô phân tích chút xíu, đó là chú tâm cảnh giác. Đó, chướng ngại pháp là gì? Bài kinh An Trú Tầm số 20, nhớ không? Trong này Đức Phật dạy ba cái tâm gì? Dục tâm, sân tâm và hại tâm. Ba cái tâm này là dẫn mình đi trôi lăn trong các nẻo ác vô cùng vô tận nè. Vậy thì chế ngự ba cái tâm này bằng tâm ly dục tầm, tâm ly sân tầm và vô hại tầm. Tức là khi mình khởi cái tâm thiện lên để mình có cái chánh niệm tỉnh giác không có làm ác đó quý vị. Gọi là sao? Chỗ này Đức Phật gọi là chú tâm cảnh giác, gột sạch tâm trí khỏi các cái chướng ngại pháp. Đây là những cái pháp chướng ngại không cho mình giác ngộ giải thoát đó, không mở mình ra khỏi cái phàm phu để lên thành thánh nhân đó, gọi là các chướng ngại pháp. Đó là dục tầm, sân tầm và hại tầm. Dục tầm là sao? Mong muốn, dục vọng, tham ái, đúng không? Thế ai là hại tầm là sao? Muốn hại người khác. Sân tầm là sao? Ừ, cái này khỏi biết luôn, khỏi giảng cũng biết luôn á. Ừ, sân nhà con rất rộng. Phải, mỗi cô hay nói là mỗi cái sân của quý vị mà đều cho chùa là cái chùa này khỏi cần thuê bãi đậu xe luôn á, nó rộng hơn cái sân chùa rất là nhiều, phải không? Cái gì mình không có chứ cái sân mình có rất nhiều. Thành ra là cái chỗ này chúng ta phải chú tâm cảnh giác để gột sạch tâm trí. Cái thứ năm đó là thành tựu chánh niệm tỉnh giác trong mọi uy nghi. Sắp xong rồi quý vị, còn cái cuối sáng nghe giùm cô ha. Thành tựu chánh niệm tỉnh giác trong mọi uy nghi nghĩa là sao? Chánh niệm tỉnh giác trong lúc đi đứng nằm ngồi nói nín động tỉnh luôn. Có khó không? Nói mà mình chánh niệm có khó không? Đi mà mình vẫn chánh niệm khó không? Vậy thì cái dễ nhất là gì? Ngồi thiền đó. Ngồi im chánh niệm là dễ nhất trong tất cả các thể loại rồi. Cho nên sáng nào cô cũng lôi quý vị lên ngồi nửa tiếng, thấy không? Có người ngồi nửa tiếng xong xuống nói với cô rất hồn nhiên, cô con không thấy gì hết. Là sao? Là ngủ gục, đúng rồi. Ngồi nửa tiếng mà không đau chân hay là không có gì hết là nó hôn trầm. Anh ngủ mùi ở trong bụng rồi đâu có nhớ cái gì đâu, đúng không? Có ai ngủ gục đủ nửa tiếng ngồi thiền với sư cô lần nào chưa? Vậy đâu có nhớ gì đâu. Ngồi cho có tụi vậy thôi, ngồi cho cô thấy con cũng lên nhưng mà có thấy gì không? Ngủ mất tiêu rồi, cô đề bà bon bon là ngủ rồi, ngủ trong bụng rồi. Nhưng có nhiều người ngủ rất là hay nha, ngủ nhưng mà thấy cô đi ngang là mở mắt dậy được luôn á. Nhưng mà vẫn ngủ nha. Vậy có thấy gì không? Không thấy gì hết.
có người mà ngồi 30 phút luôn cũng không thấy gì, nhưng mà con không có ngủ cô. Vậy là chưa biết cái cách quan sát tâm mình, chứ cái tâm mình không thể nào ngồi yên 30 phút. Hiểu không? Ghê lắm luôn. Đoạn này cô có cái niềm vui. Tại vì có khi cô ngồi á, cô thấy tâm cô nó khởi lên á. Cái tâm khởi lên xong mình thấy nó đúng không? Mình thấy nó rồi, cái mình không dí theo nó nữa. Xong nó khởi tâm khác lên liền. Đúng rồi, có kinh nghiệm hay sao nó nói nó khởi lên nữa kìa. Đúng rồi, nó nghĩ cái khác liền à, hay lắm. Ừ. Chứ là nó hay lắm nha. Tức là nó mới vừa khởi lên rồi xong nó nhảy qua cái kia, xong nó nhảy qua cái nọ. Em có tin ông nguyên 30 phút đó giống như là đánh vật vậy, giống như đánh lộn mà thấy đứa đâu chập đầu giống như chơi game, nó có cái cây game mà nào nó lúc cái đầu lên mới có cái cục, đúng cái đầu lên nó quấn cái bụp bụp đó không? Y vậy luôn á, vọng niệm nó khởi lên làm cái bụp, vọng niệm nó khởi lên làm cái bụp, nó làm vậy suốt nửa tiếng. Mà vi diệu cái gì là cái khởi lên đầu tiên của cô với là cái gì cuối đó. Hai đứa nó không giống nhau luôn á, nghĩa là nó ở hai thế giới luôn, nó vô cùng vô tận, nó bao la vô biên. Cho mình thấy ra nó mình vui lắm nha. Ê, mình nghĩ vậy được luôn á, tức là mình nghĩ tới vậy trong cái lúc mình ngồi thiền luôn á, quý vị hiểu không? Chứ không phải ngồi như vậy là chánh niệm tỉnh giác 30 phút đâu. Không, tin không? Không có. Khó không? Khó, nhưng mà đa phần quý vị ngồi vui lắm, không có gì hết, chỉ thấy đau chân thôi. Tại vì ngoài cái đau chân ra đâu có thấy cái tâm gì nữa đâu. Không biết người ta biểu ngồi thì ngồi vậy thôi. Bữa nay mới tới chùa thấy ai cũng ngồi nhắm mắt, cái mình cũng nhắm mắt được, còn tắt đèn nữa dễ ngủ ghê. Xong rồi không có nghĩ gì hết. Không phải ngồi đó rảnh để ngủ. Ừ, ngồi đó để làm gì? Thiền quán là để cái thân mình nó tỉnh nhất thì mình mới dễ dàng thấy cái vọng tâm nó trồi lên. Đó là cái trạng thái mà an tĩnh nhất, dễ dàng bắt cái vọng niệm nhất. Chứ còn Đức Phật dạy là phải đi đứng nằm ngồi nói nín động tĩnh gì đều phải chánh niệm tỉnh thức hết. Hiểu ý không? Nhưng mà bây giờ mình ra mình chơi game đi, thử như bữa Tết ra múa lân cái coi. Bây giờ mình có thể vừa múa lân vừa cười mà vừa chánh niệm được không? Ai gu. Ai gu luôn á, cô bớt giỡn. Hiểu ý con nói không? Ừ. Hôm bữa mình chơi trung thu đúng không? Chơi trung thu mấy đứa chơi cái gì mà đập tay đập chân gì đúng không? Rồi quăng bột tá lả đúng không, thổi bột móc bột. Cái lúc đó mà cô biểu chánh niệm, mình có chánh niệm được không? Đó, cho nên là mình chưa được tới cái level đó. Cho nên cô đưa cho quý vị cái tần suất mà dễ nhất để thực tập đó là sao? Ngồi, đúng rồi, phải ngồi thẳng, chánh niệm tỉnh giác. Lúc đó vọng tâm nó trồi lên, thấy liền luôn. Mà còn có người chưa thấy nữa đó, có người đâu thấy gì đâu, nửa tiếng chưa xuống thấy gì hết trơn. À, huống gì mà cô kêu bữa cô còn năm ngoái cô còn cho thiền buông thư đúng không? Em nào còn năm ngoái ở lại là cô biết đó, cô tập cho thiền buông thư 5 phút sau nó ngáy vang trời luôn. Nào nấu cơm năm ngoái quen hả? Ngáy mà nay ngáy có nhịp điệu, ngáy có lên xuống luôn như nhạc trưởng vậy đó. Mà ở nhà kêu là ngủ không được. Mà cô mới dạy thiền buông thư có 3 phút thôi, cô không nói, cô nói thiền buông thư không phải để ngủ. Buông thư là nằm đó buông tĩnh, buông thả, relax và để hiểu, lắng nghe cơ thể mình nè, để nghe hơi thở và nghe vọng niệm. Không nằm là ngủ đó con. À, tự quy định là thiền buông thư là để đi ngủ đó. Ừ. Cho nên giờ cô nghỉ dạy thiền buông thư rồi, cô còn bắt ngồi mà nó còn ngủ được nên nghỉ dạy nằm rồi, nghỉ dạy nằm thiền rồi. Nằm thiền là thành ngủ thiền, là nó tự quy định là cái giờ thiền buông thư là đi ngủ. Cô nói là phải thiền buông thư 15 phút xong mới ngủ, nhưng mà hình như là chỉ có nằm xuống là đã ngủ luôn rồi. Nên giờ cô phá sản cái vụ chương trình dạy thiền buông thư rồi. Thì nhưng mà quý vị hiểu là thiền là chánh niệm tỉnh giác, hiểu ý không? Đạt tới cái cấp độ này là cấp 5 rồi đó. Lên lớp 5 rồi, tôi biết 5 rồi. Tức là phải thành tựu chánh niệm tỉnh giác trong mọi uy nghi luôn. Này khó. Khó nha. Đức Phật dạy như thế nào? Phật dạy trong một bài kinh nha. Nếu người mà giữ được chánh niệm tỉnh giác liên tục thì nhanh nhất là 7 ngày, chậm nhất là 7 năm sẽ chứng thánh. Vậy tại sao mình đi thiền với sư cô 2 năm nay mà mình chứng làm tật đó chứ mình không chứng vậy? Mà cô cũng chưa chứng vậy. Cô đi tu hơn quý vị 10 năm hơn. Sao kỳ vậy? Phật nói nhanh nhất 7 ngày, chậm nhất 7 năm. Giờ em lố 7 năm hết cả một đống năm nữa rồi mà em vẫn chưa chứng vậy. Vậy chứng tỏ là mình có chánh niệm tỉnh giác liên tục không? Không. Đúng rồi. Nhờ quý vị có đọc kinh Di Đà, người nào niệm Phật thì có gì? Nhất tâm bất loạn 10 niệm Phật sẽ rước về Tây Phương Cực Lạc không? Mà có nhất tâm bất loạn được 10 niệm không? Không, khó nha. Chứ Đức Phật nói đây nè, bây giờ mình chánh niệm tỉnh giác liên tục thì nhanh nhất là 7 ngày mình sẽ chứng thánh. Phật nói rõ ràng như vậy. Nhưng hoài mình không chứng thánh có nghĩa là mình ngồi đó nhưng mình không có chánh niệm tỉnh giác. Mà cái thời gian mình ngồi thiền là mình đã tập trung hết sức để chánh niệm rồi mà mình còn không chánh niệm, thì những cái thời khóa còn lại đi đứng nằm ngồi mình có chánh niệm không? Hoàn toàn mình sống trong gì?
thất niệm. Sợ chưa? Vậy mà bình thường mình tưởng mình tu ghê lắm. Cô có một cái Phật tử tối ngày cứ hăm dọa ăn chay trường đâu được 7 năm nay mà đem một cái bụng rau đó mà dọa hết tất cả thầy cô ở Hàn Quốc này. Ủa, ăn chay trường chứ đâu có phải là tu đâu, đúng không? Ăn chay chỉ là bạn thích cái thực phẩm gì bạn ăn thôi, nhưng mà bạn có tu chưa? Chưa chắc tu hà, phải không? À, hiểu cô nói không? Tu là cái này nè, cái lộ trình tu tập đây nè, có giữ giới không? Có phòng hộ 6 căn không? À, có quán sát được nãy giờ cô nói bao nhiêu cái, có hộ trì được 6 căn tiếp xúc với 6 trần không? Có tiết chế được trong cái ăn uống cảm thọ, tiết chế mà phải biết cái cảm thọ nào khởi lên nữa kìa, rồi có chú tâm cảnh giác, có thành tựu được chánh niệm liên tục không? Chứ giờ có ai cứ tưởng mình ăn chay trường là mình đang tu, đâu có. Ăn chay với tu nó khác nhau, quý vị hiểu không? Ừ, có rất nhiều người chọn thực phẩm, à Hitler ăn chay trường đó, đúng không? Giết khỏi chê luôn. Ghê không? Con bò nó cũng ăn chay trường đó. Ngoài cỏ nó có ăn gì không? Mà mình hay chửi gì? Đói ấy. Nên đừng có ai lòe cô ăn chay trường thiệt. Nhưng mà ý cô nói là đừng có đem cái ăn mà đem đi lòe thiên hạ. Ăn vậy chưa nói lên được gì hết trơn á. Hết le ăn chay trường á. Ổng ăn chay mà không trứng không sữa luôn á. Mà ổng giết người ta nói thôi không gớm tay. Ghê không? Con bò con trâu nó ăn chay suốt đời luôn, nó có thành gì không? Ừ. Không có. Cho nên nói này người ta chửi cô nữa. Nhưng mà tu là phải có lộ trình vậy nè. Có chánh niệm tỉnh giác không? Có hộ trì các căn không? Có biết giữ giới thực tập không? Tu là phải biết cái tâm ác của mình có khởi lên trong từng phút nào. Đang ngồi cô nghe cô nói chuyện vậy đó, bà kia nè bé đứng lên bà lột xộp, bắt đầu trong lòng mình nha, bởi vậy nãy cô nói ngồi yên rồi mẫn mỉa gì vậy, tâm gì nó nổi lên rồi đó. Mà có nói gì đâu, cũng ngồi yên, cũng mắt nhìn cô cười, nhưng mà đang sống với tâm gì? Ừ, ghê không? Nếu thật sự mình biết tu với mình, một ngày mình quan sát mình không có thời gian để quan sát thiên hạ để chửi lộn. Hiểu ý cô nói không? Ừ. Cho nên quan trọng là mình tu ở chỗ này nè. Rồi, tiếp tục cái cuối cùng là sao đây? Thành tựu chánh niệm tỉnh giác xong rồi. Tới đoạn này đã thấy rớt hết rồi. Đi thi tôi biết cấp 6 chứ sau này mới tới cấp 5 không thấy ai tới luôn rồi. Nhưng mà tới cấp 6 nữa đó là sao? An trú chánh niệm bằng thiền tọa tại chỗ vắng để rũ bỏ năm triền cái chứng sơ thiền cho tới tứ thiền. Chỗ này cô cũng chưa vô được cái thiền nào hết trơn nè. Rũ bỏ năm triền cái là sao quý vị? Năm triền cái là gì con? Đọc to lên đi, mình biết rồi, mình không nói, mình nhắc. Năm triền cái là gì? Nó được cái là nó hay. Đúng rồi, trạo cử chứ đâu ra trạo ngữ con, trạo cử là gì nữa? Trạo cử là gì? Cái thân cũng chạy nữa. Ừ, trạo cử cũng thân nữa. Có nhiều người nãy giờ ngồi xếp bằng đâu được đâu. Dưỡi ra dưỡi vô ẹo ra ẹo lại, đó là trào cử đó. Rồi gì nữa hôn trầm à, có người ngồi im một thế không có nhúc nhích gì hết á mà ngủ đâu trong bụng rồi, lâu lâu thấy mọi người cười cái giật mình, ủa bà nói gì ta. Cái cười hùa theo vậy đó, nhớ nhớ gì hết. Rồi năm cái triền cái đúng không, đây là năm cái triền cái. Bữa cái bài mới bài trước cô giảng là khi chúng ta thực tập thiền thì nó sẽ có năm thiền chi đúng không, năm thiền chi sẽ đối trị được năm triền cái. Năm thiền chi là gì ta? Thấy người ta giỏi cái hỏi hoài, ghét mốt thì trả lời nữa. Có ai nhớ được năm thiền chi không quý vị? À thôi về tra từ điển lại đi, chán đời quá. Nếu như thực tập thiền có năm thiền chi, năm thiền chi thì sẽ chế ngự được năm triền cái này ha. Vậy chúng ta cuối cùng là thấy tu có khó không quý vị? À, qua một cái lộ trình tu tập đây là hết cái nội dung chính. Đức Phật nói có đó, ừ, giáo pháp của Như Lai có lộ trình tu tập, ta dạy vậy đó. Mà có ai làm được theo hết không? Rồi chứ nếu ai làm hết cũng học sinh giỏi hết rồi, chứng thánh hết rồi đúng không quý vị? Vậy chúng ta nhớ lại, thứ nhất Đức Phật dạy là sao? Hộ trì giới, sống chế ngự với giới bổn và thấy nguy hiểm trong từng lỗi nhỏ, được chưa? Thứ hai là hộ trì 6 căn khi tiếp xúc 6 trần. Thứ ba là tiết chế trong ăn uống và không cho những cái cảm thọ nó khởi lên. Thứ tư là chú tâm cảnh giác, gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp, được chưa? Thứ năm là gì? Thành tựu chánh niệm tỉnh giác trong mọi uy nghi, thuộc không? Thứ sáu là an trú chánh niệm bằng thiền tọa và điều phục được năm triền cái, chứng được sơ thiền cho tới tứ thiền. Đúng rồi, được chưa? Thấy lộ trình tu tập chưa? Thấy cái bản đồ không?
Thôi ít ra chưa đi được nhưng mình nắm được cái bản đồ đặng mình đi chứ, ít ra từ Seoul về Paju đây mình phải biết đường đi tới đâu, đổi tàu bắt xe buýt ở chỗ nào chứ, đúng không? Biết như vậy là được rồi chứ đừng có đi huốt luôn là được rồi, hiểu không? À, còn cái mà đi ngược mà còn chỉ người ta đi sai nữa, có rất là nhiều người như vậy nói bậy còn nói bự nữa. Đã tu tào lao rồi còn rủ người ta tu tào lao theo mình thì cái đó mới sợ. Chứ còn mình làm chưa được nhưng mà mình biết bản đồ và mình nỗ lực tu đúng thì có ok không? Dạ vẫn ok ha. Rồi. Vậy tóm lại bài kinh này như thế nào? Tiếp theo, có cái đoạn chút xíu nữa nè. Bà La Môn hỏi, vậy đó Đức Phật khi mà Ngài dạy như vậy đó, có ai cũng chứng được cứu cánh Niết Bàn hết không? Mình biết đáp án rồi đúng không? Phật đáp như thế nào? Có một ít. Có một ít thôi. Ví dụ như là sao? Ví như người đã được chỉ đường rành rẽ rồi nhưng mà là đi theo hướng khác thì như thế nào? Giống như sư cô cũng đã giới thiệu rồi, các bạn đi ra Quỳnh Hưng nha, ra cửa số 2 nha, ra đó bắt xe buýt 313 về chùa nha, xuống dưới Ma Chân Ni vô chùa nha. Cô có chỉ nhưng mà có người đi lạc không? Có, này đi lạc, này Dương đi lạc đúng không? Lần đầu tiên Dương về chùa là đi 7 tiếng đồng hồ đúng không con? Thấy chưa? Vậy có lạc không? Có lạc. Vậy thế trong khi mà chúng ta tu tập cũng vậy, có người chứng Niết Bàn, có người không. Tại vì sao? Trong cái quá trình tu tập không phải ai cũng hộ trì được các căn, không phải ai cũng duy trì được chánh niệm tỉnh giác liên tục. Quý vị hiểu không? Rồi, cái tiếp tục cuối cùng, Bà La Môn bạch Phật. Cái đoạn này quý vị nghe thêm thôi, là cái nội dung chính của bài là qua rồi đó. Thêm một cái nội dung phụ cuối cùng, đọc luôn chánh kinh ha. Bà La Môn bạch Phật như thế nào đây? Tôn giả Gotama không thể sống với những người như vậy. Những người như thế nào? Những người đây, những người xảo trá, lường gạt, hư ngụy, mất thăng bằng, cao mạn, dao động, nói phô tạp nhạp, không hộ trì các căn, ăn uống không tiết độ, không chú tâm cảnh giác, thờ ơ với sa môn hạnh, không tôn kính học tập, sống quá đầy đủ, uể oải, đi đầu trong thối thất, từ bỏ gánh nặng viễn ly, biến nhát, tinh cần thấp kém, thất niệm, không tỉnh giác, không định tâm, tâm tán loạn, liệt tuệ, câm ngọng. Giống sự Đức Phật nói mình nghe, mà Đức Phật nói sao? Gotama không sống với những người như vậy. Sợ không? Vậy nãy giờ mình có lọt vô đây mà mình tự xưng mình Phật tử, mình áy náy với Phật không? Mình tự nhận thôi chứ Phật không nhận mình làm con đâu. Thôi, làm gì có loại con biến dị như vậy đúng không? Không có, Đức Phật từ chối nhận mình đó. Rồi. Còn những thiện nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, không xảo trá, không lường gạt, không hư ngụy, không mất thăng bằng, không cao mạn, không dao động, không nói phô tạp, hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, biết chú tâm tỉnh giác, không thờ ơ với sa môn hạnh, tôn kính học tập, sống không quá đầy đủ, không uể oải, từ bỏ thối thất, đi đầu trong viễn ly, tinh cần chánh niệm, an trú tỉnh giác, định tĩnh nhất tâm, có trí tuệ, tôn giả Gotama sống hòa hợp với những vị ấy. Đây là kết thúc của bài kinh. Vậy Bà La Môn này hiểu không, là Đức Phật bạch ông bạch rằng có những người là sống không có lòng tin, chỉ vì sinh kế, tức là lo tìm miếng ăn cho mình mà bất chấp mọi cái niềm tin nhân quả trong đời, không hộ trì các căn, không tu học, không sống sống mà kiểu quá dung tục á, rồi đọa lạc, ngu đần, liệt tuệ, từ bỏ gánh nặng viễn ly, thì Gotama sẽ không sống với những người như vậy. Những thiện nam tử như nãy cô đọc đó ha, là sống không gia đình, vì lòng tin mà xuất gia, tôn kính, không thờ ơ sa môn hạnh, dẫn đầu hành viễn ly, chánh niệm tỉnh giác, nhất tâm có tuệ, tôn giả Gotama sống hòa hợp với vị ấy. Ví như trong các loại hương rễ cây, hương sắc chiên đàn là nhất, trong các loại hương hoa nhài là nhất, cũng vậy trong các giáo lý của tôn giả Gotama cao nhất. Và cuối cùng đây là lời tán thán của Bà La Môn Mukkalana, và ông quy y trọn đời quy ngưỡng Đức Phật, nhân Phật Pháp Tăng làm thầy. Đây là kết thúc cái bài kinh của mình hôm nay. Về có những cái điểm mà chúng ta tổng kết lại, thứ nhất là chúng ta thấy từ cái ví dụ ban đầu là mình thấy là có xây một cái ngôi nhà cũng từng cái cấp bậc đi lên, học bất kỳ một cái nghề nào cũng từ cái kỹ năng đơn giản nhất mà có được. Vậy thì chúng ta tu tập chúng phải cũng phải không phải một ngày một bữa mà đạt được, phải không? Nó có cái lộ trình tu tập và nó phải cải thiện mình mỗi ngày, giảm dần cái tham sân si, giảm dần những cái lăng xăng trạo cử của mình, thì mình mới bắt đầu dần dần sống với chánh niệm tỉnh giác. Mình thường sống quen với cái tạp niệm hơn là mình sống với chánh niệm, thì cái thời gian quý vị về chùa là cái thời gian 2 ngày 1 đêm sư cô hướng dẫn quý vị tập quen với lối sống chánh niệm, hiểu ý không? Có dễ không?
làm gì dễ. Mình nói quen chứ mình im không có quen. Mình cãi được chứ mình nhịn không có được. Mình sân được chứ mình không có điều phục được. Mình tham được chứ mình ít chế ngự được. Vậy thì tuy là thời gian ngắn ngủi, nhưng mỗi tuần về chùa để quý vị nhắc nhở trong tàng thức của mình một cái nếp sống chính niệm: ít nói, ít ăn, ít ngủ, ít thị phi, và sống tập chánh niệm tỉnh thức. Hiểu được cái giá trị của bài kinh này và đưa đến cái thực hành cho mình trong đời hàng ngày không? Rồi, quý vị nào mà không về chùa được thì có ở nhà có thực tập cái này không? Dạ có chứ, sao nói vậy, là cô kêu về chùa chứ ở nhà khỏi tu hả cô? Ở nhà còn phải tu hơn, ra đời có tu không? Nhưng mà tu khó hơn, tại ra đời có ai nhịn mình giống ở chùa không? Người ta sẽ thua đủ nhau từng chút, thì cái lúc đó nó cần thêm nhiều nhẫn lực và thêm nhiều cái tỉnh giác chánh niệm. Hiểu không quý vị? Rồi, qua bài kinh này thì Đức Phật giới thiệu một cái con đường tu học của tỳ kheo, đó là bao gồm văn tư tu, đúng không? Đầu tiên là phải nghe, nghe cho hiểu, nghe nhiều mới nhớ tới đâu nè, nói tới đâu nhớ tới đó. Cái này là văn tuệ đó, nghe và hiểu. Hiểu cái gì? Hiểu các cái giới, cái điều giới nãy cô nói đó. Không nghe không hiểu sao biết năm điều đạo đức bao gồm các cái chi phần gì để mà không phạm, đúng không? Rồi, hiểu được cái duyên sinh của vạn vật, hiểu được cái bản chất của các pháp vốn vô thường và vô ngã. Hiểu được như vậy rồi, như lý tác ý, chúng ta mới bắt đầu được tu tư tuệ, tức là có cái tư duy, tức là quán về các cái vô thường nè, vô ngã nè, quán về những cái tâm tham, tâm sân, quán về ngũ triền cái, là những cái ngăn trở mình trên đường tu. Rồi cuối cùng là mình mới ứng dụng vào cái tu tập của mình, gọi là tu tuệ, là cái rốt ráo cuối cùng, là tẩy sạch những cái cấu uế của tâm. Nãy giờ Đức Phật nói đúng không? Phải chánh niệm tỉnh giác hộ trì các căn không có chướng ngại. Vậy chúng ta có từ sơ thiền cho tới tứ thiền, mình có cái tâm định tĩnh thì trí tuệ phát sinh. Đây là cái nhiệm vụ rốt ráo cuối cùng của người học Phật, quý vị hiểu không? Chứ không phải học Phật có là quẩn quanh. Dĩ nhiên có nhân thừa và thiên thừa, nhưng mà cô nói đó, triết lý của nhà Phật khác với tất cả các nền tảng triết học khác ở chỗ như thế nào? Không chỉ hướng thiện mà còn hướng thượng, không chỉ mình đi lên mà còn đi ra. Ra khỏi đâu? Ra khỏi luân hồi sanh tử. Đúng rồi, cho nên không dừng lại ở cái quẩn quanh nhân thừa này, mà chúng ta phải học được cái giáo lý rốt ráo cuối cùng để làm chủ thân tâm mình, hiểu không? Cái này là cái khu biệt triết học Phật giáo với tất cả các nền triết học khác, cho nên nó là cái điểm khác biệt của tất cả các tôn giáo. Mình phải nắm rõ được cái lộ trình tu tập của mình, người Phật tử nó khác với hành giả của các cái tôn giáo khác ở chỗ nào. Quý vị nắm được chỗ này chưa? Rồi, vậy tu tập là một cái quá trình chuyển đổi tâm lý, đúng không? Nãy giờ có thấy Đức Phật chuyển dạy mình chuyển người ta không? Không. Tu tập là một quá trình chuyển đổi tâm lý của chính mình, chuyển đổi tham sân si bản ngã của chính mình để sống tỉnh thức và chánh niệm với tâm. Dạ đúng rồi, với cái tâm thiện của mình, với chánh niệm và bình an, với trí tuệ và từ bi. Thì chúng ta cần phải theo dõi, đúng không? Theo dõi ai? Có phải theo dõi cô không? Có phải theo dõi nhỏ kế bên không? Không, theo dõi chính bản thân mình. Theo dõi cái gì khởi lên trong mình mỗi phút mỗi giây, và dựa vào cái nỗ lực của tự thân. Thì Thế Tôn chỉ là bậc chỉ đường, sư cô ở đây cũng là người hướng dẫn quý vị thôi. Tu tập được nhiều hay ít đó là do cái nỗ lực của chính bản thân mình. Còn những bạn đồng phạm hạnh có quan trọng không? Dạ cũng có, nhưng nó không phải là quyết định. Quý vị hiểu ý không? Dĩ nhiên cái môi trường tu tập tốt nó hỗ trợ rất nhiều cho mình, nhưng đó không phải là yếu tố quyết định. Quyết định vẫn chính là ai? Chính mình. Ta đi với nghiệp của ta, dù cho tốt xấu tạo ra tự mình. Theo ta như bóng theo hình, ta giỏi, vỗ tay khen mình luôn, học giỏi vậy thôi chứ, đúng không? Mà có một cái niềm tin cho mình là khi sức mạnh tỉnh giác và ly tham càng lớn á, thì chúng ta, mấy cái kiết sự chúng ta càng cắt đứt nhanh chóng. Trước đây mình phải giận người ta hết một ngày mình mới hết giận, nhưng bây giờ chỉ cần khởi lên thôi, mình thở ba hơi ra mình thấy chuyện nhỏ, mình bỏ qua luôn, đúng không? Là mình sao? Cái sức mạnh tỉnh giác ly tham của mình nó lớn rồi đó. Để được cái chuyện nhỏ mình bỏ qua luôn đó, mình có làm việc với cái mớ đậu hũ trong này chưa? Có chứ, đúng không? Còn có những người nào mà vô minh là sẽ ôm cái hiềm hận đó suốt đời, rồi đẻ con ra đặt Nguyễn Thị Trường hận luôn. Chị gian nan vậy. Cô đọc những cái tên em bé mà cô thấy tội nghiệp nhỏ đó. Rồi cái sức mạnh tỉnh giác của mình tăng lên thì nó tăng nhanh tỷ lệ thuận với cái gì? Cái nỗ lực của cái thiền quán của mình. Vậy quý vị thấy coi trọng cái thời khóa tu tập không? Đừng có viện bất kỳ lý do gì để trốn công phu khuya đó. Cô thấy cái chuyện đó nó không có quan trọng. Cho nên cô khuyến khích quý vị là ăn sáng trễ chút xíu, nhưng mà tất cả đều được lên công phu buổi sáng là vậy đó. Cùng lên công phu tu tập, cùng xuống nấu ăn, rồi ăn sáng trễ chút không sao hết trơn. Nhưng mình phải biết cái cứu cánh của đời tu mình, cái rốt ráo mình đến chùa là gì? Mình thực tập pháp môn tu. Đúng rồi, mình công quả có quan trọng không? Có, nhưng mình không có đánh đổi. Hiểu ý cô nói không? Ừ. Rồi mình thay phiên nhau ra. Ví dụ cái đó là cái lễ lớn, cái đó là Tết nhất,
không thể nào mà lên công phu được. Chia phiên ra, hồi sáng em nấu ăn rồi, trưa nay em lên lại sám hối, anh xuống nấu ăn đi. Tự chia ra, cái đó là cái quyền lợi của mình. Mình phải ý thức được cái trách nhiệm tu tập của mình, tỉnh giác trong từng hành vi, không cần sư cô nhắc. Đó là lý do tại sao cô không bao giờ điểm danh quý vị. Cô chỉ hướng dẫn quý vị thôi, để quý vị biết cái nào nặng, cái nào nhẹ. Cô không ép buộc quý vị nghe pháp, nhưng quý vị phải biết cái trách nhiệm của mình, nghe văn tuệ thì mình mới biết đường tu, hiểu ý không? Chứ cô ép buộc quý vị ngồi đây để làm gì, trong khi quý vị ngồi đây quý vị có thể nghĩ về chuyện mai sau. Ngồi đây vô nghĩa. Quan trọng là mình phải làm chủ được cái tâm nào, mình hiểu tại sao mình ngồi đây, trong một tiếng đồng hồ mình ngồi đây nó có đem lại lợi lạc giá trị gì cho mình hay không, đúng không? Người cô không cần quý vị phải ngồi trước mặt cô. Quý vị có thể nằm xuống mở pháp thoại nghe cũng được, nhưng mà nằm để ngủ hay nằm để nghe, cái đó là cái trách nhiệm và cái lợi lạc của mình. Có nhiều người mở cô lên để dễ ngủ, thì cũng đâu có sao, có là quyền lợi của người ta thôi. Nhưng có người mở lên để nghe và tu tập, cái giá trị tu tập nó khác nhau, hiểu ý không? Rồi, tất cả các là cái thành quả của cả một quá trình tu tập, không thể nào một ngày một bữa mà có được. Nhưng hôm nay mình bớt sân hơn hôm qua, mình có thành tựu chưa? Dạ có thành tựu. Hy vọng quý vị có được cái sự thành tựu trong cái việc tu tập tâm linh. Và hễ khi nào mà mình còn quan tâm tới cái việc tu tập của mình, thì mình sẽ thấy tất cả những cái thị phi bên ngoài được mất hơn thua, nó vô cùng nhẹ như lông hồng, nó không đáng gì hết. Cô nói đi nói lại không biết ngày mai tới trước hay mình sẽ chết trước. Cho nên mình đừng có rảnh để mà đi làm những cái chuyện bao đồng. Mình quan trọng nhất là mình tu cho chính mình. Từ cái hoa trái của tu tập đó, cái tuệ giác nó phát sanh. Cái lúc đó mọi hành vi, mọi lời nói của mình nó đều đem đến lợi lạc và an vui cho người khác. Mình có cái bình an trong mình rồi, mình sẽ chia sẻ được cái chất liệu bình an đó cho rất nhiều người ha. Kính chúc quý vị luôn được bồ đề tâm kiên cố, an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời. Ngày nắng cũng như ngày mưa, tự ý thức được mình tu tập ở chùa cũng như ở nhà đều phải ráng giữ gìn ba nghiệp cho thanh tịnh ha. Quý vị chắp tay để hồi hướng.